Bệnh viện Al-Aqsa ở trung tâm dải Gaza xác nhận đã tiếp nhận 20 người thiệt mạng sau khi quân đội Israel không kích vào một ngôi nhà ở trại tị nạn Al-Nusayrat, miền trung dải Gaza. Hãng tin Wafa của Palestine đưa tin trong số những người bị thương có không ít trẻ em. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích hoặc vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận tập kích. Hãng tin AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 5, theo giờ địa phương. Trái lại, phía quân đội Israel cho biết họ đang kiểm tra và xác minh báo cáo trên. Cũng theo AFP, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn thường diễn ra ở trại tị nạn Al-Nusayrat kể từ khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công mới nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza hồi đầu tháng 5. Ngoài ra, các tay súng của tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas và quân đội Israel đụng độ liên tục tại khu vực trại tị nạn Al-Jabalia, miền bắc dải Gaza trong nhiều ngày nay. Theo AFP, nội bộ lãnh đạo Israel bắt đầu xuất hiện sự chia rẽ trong bối cảnh quân đội Israel vừa đối đầu gay gắt với Hamas trong suốt hơn 7 tháng qua, vừa giao tranh liên tục với tổ chức Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền bắc Lebanon.